Kính chào các bạn học viên. Hôm nay kế toán Việt Hưng giới thiệu về nội dung khóa học kế toán thương mại. Khi học viên có nhu cầu tham gia về khóa học kế toán, các bạn truy cập vào website kế toán việt hưng.vn. Trên website thì chúng ta sẽ chọn khóa học kế toán, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp. Từ đó, web kế toán Việt Hưng sẽ mở ra cho các bạn một list danh sách các khóa học kế toán thuộc khối doanh nghiệp. Các bạn muốn tìm hiểu về khóa học nào thì chúng ta click vào khóa học đó. Ở đây tôi muốn tìm hiểu về khóa thực hành kế toán thương mại thì tôi chọn click vào khóa học kế toán thương mại. Trong web sẽ mở ra cho các bạn nội dung về khóa học kế toán thương mại, bao gồm thứ nhất là mức học phí. Đối với khóa kế toán thương mại thì kế toán Việt Hưng sẽ để từ mức 600.000 đến 3.200.000 tùy theo từng hình thức học. Để biết được 600 hay là 3.200.000 đó là hình thức học nào thì các bạn để ý ở bên dưới có chỗ hình thức học. Khi các bạn chọn hình thức tự học, trong web sẽ chạy ra mức phí là 600.000. Chọn hình thức giáo trình online, tức là một giáo viên hướng dẫn một học viên thì website sẽ chạy ra cái mức học phí là 3.200.000. Với mức học phí này thì rất là xứng đáng để cho các bạn đăng ký một khóa học bên kế toán Việt Hưng. Tiếp theo là đến nội dung của khóa học. Nội dung của khóa học liên quan đến kế toán thương mại thì kế toán Việt Hưng hướng dẫn cho các bạn tổng hợp tất cả công việc của kế toán, bao gồm hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ, khai báo danh mục nhân viên, tài khoản ngân hàng, khai báo danh mục mã hàng hóa, khai báo về công cụ tài sản cố định phân bổ nhưng còn giá trị còn lại, khai báo số dư chi tiết cho các tài khoản như công nợ phải thu hoặc công nợ phải trả, khai báo số dư các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản. Đối với các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ thì bên kế toán Việt Hưng hướng dẫn cho các bạn hạch toán các hóa đơn mua vào, bán ra, hạch toán về lương, cách làm hồ sơ lương nhân công, bảng chấm công, cách hạch toán lương, trích bảo hiểm, chi lương, chi bảo hiểm, hạch toán, theo dõi, nhập xuất, tồn kho hàng hóa, xử lý hàng tồn kho, hạch toán mua mới công cụ, tài sản cố định, kê khai báo cáo các loại thuế như là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Và cuối năm sẽ làm báo cáo quyết toán các loại thuế như là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Hướng dẫn các bạn cuối kỳ cân đối kho công nợ lên báo cáo tài chính. Ngoài ra sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách đánh lại số chứng từ một cách khoa học và cách sắp xếp chứng từ sao cho hợp lý, phù hợp với lại cách quản lý của từng doanh nghiệp. Đó là nội dung của khóa học thực hành kế toán thương mại. Phần mềm các bạn được sử dụng ở đây chính là phần mềm kế toán MISA hoặc FAT để sử dụng hạch toán cân đối lên báo cáo. Ngoài ra sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật số liệu lên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hay còn gọi là HTKK. Khi các bạn tìm hiểu cụ thể về nội dung khóa học, cảm thấy phù hợp thì các bạn click vào xem giáo trình online. Nếu như mà các bạn tin tưởng kế toán Việt Hưng tuyệt đối rồi thì các bạn chỉ cần click vào chữ đăng ký học để chúng ta điền các cái thông tin bao gồm mã ưu đãi, giảm giá nếu các bạn có. Chủ yếu là các bạn điền đầy đủ họ tên, số điện thoại, tỉnh, thành phố, quận, huyện và địa chỉ để kế toán Việt Hưng cập nhật thông tin, sau này còn hỗ trợ cho các bạn trong suốt quá trình mà các bạn tham gia khóa học tại kế toán Việt Hưng cũng như là các bạn làm việc tại doanh nghiệp, có vấn đề gì vướng mắc thì các bạn hỏi, từ đó kế toán Việt Hưng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Sau khi điền đầy đủ thông tin xong, các bạn click vào đặt hàng. Ngoài website kế toán việt hưng.vn thì bên kế toán Việt Hưng cũng có một web khác là web làm kế toán.vn. Nếu như mà bạn nào vào tìm hiểu khóa học kế toán thương mại ở bên làm kế toán.vn thì các bạn cũng click vào khóa học kế toán thương mại dịch vụ và chúng ta cũng tìm hiểu các cái nội dung của khóa học. Cách đăng ký học ở bên website làm kế toán.vn là các bạn click vào chữ đăng ký học ở góc trên cùng bên phải và chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, tỉnh, thành phố và chúng ta chọn khóa học tương ứng là kế toán thương mại.
click vào đăng ký ngay là chúng ta đăng ký hoàn thành. Trường hợp các bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm thì các bạn liên hệ đến hotline của Kế toán Việt Hưng theo số điện thoại 0988 680 223 hoặc 0912 929 959. Hoặc chúng ta có thể Zalo đến hai số điện thoại trên. Các bạn muốn xem thử giáo trình thì các bạn click vào xem giáo trình. Lúc này các bạn chưa có tên đăng nhập và mật khẩu, do đó các bạn không thể login được. Muốn xem thử giáo trình, các bạn chọn vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp, chọn đến kế toán thương mại dịch vụ và chọn đến khóa thực hành kế toán thương mại 2020. Và chúng ta xem, đối với lại buổi xem thử giáo trình thì các bạn xem thử được phần 2 và phần 3. Tài liệu kế toán phần 3, tôi ví dụ tôi click vào, chọn xem nội dung. Ở trong phần tài liệu kế toán này, Kế toán Việt Hưng sắp xếp các hóa đơn chứng từ theo thứ tự thời gian. Và trong mỗi phần thì có rất nhiều các hóa đơn chứng từ đi kèm, do đó đủ để cho chúng ta hạch toán, cân đối và lên báo cáo tài chính. Muốn xem các chứng từ nào thì các bạn click vào chứng từ đó. Ngoài ra thì Kế toán Việt Hưng còn có các cái video hướng dẫn ở bên dưới mỗi hóa đơn chứng từ. Các bạn click vào chữ video, click vào play để chúng ta nghe. Muốn xem video to hơn thì các bạn nhấn vào góc bên phải của video phía trên. Thu nhỏ thì các bạn nhấn phím ESC. Không muốn xem nữa thì các bạn click đóng lại. Muốn quay về danh mục các phần thì các bạn click vào chữ thương mại dịch vụ 2020. Đây là toàn bộ các phần hóa đơn chứng từ. Một buổi của khóa học kế toán thương mại thì thường diễn ra khoảng tầm 2 tiếng và các bạn học thường khoảng tầm 25 đến 30 buổi. Còn Kế toán Việt Hưng thì sẽ không giới hạn thời gian và số buổi học, miễn sao là các bạn học xong hiểu và chúng ta làm được. Còn đương nhiên là sau này trong quá trình các bạn làm việc thì Kế toán Việt Hưng vẫn hỗ trợ các bạn khi mà các bạn liên hệ để hỏi, trao đổi các kiến thức thực tế. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cách xem giáo trình kế toán online của Kế toán Việt Hưng, cũng như là tìm hiểu về nội dung của khóa học kế toán thương mại. Hy vọng khóa học kế toán tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ đem lại kết quả cao cho các bạn. Chúc các bạn thành công!